mọi người nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán trà sữa, đó là trà sữa Aihi ở nhà thiếu nhi thành phố nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ xem quán này sẽ làm những cái nhân trà sữa như thế nào nha. Mình làm cái này là cái gì, cái thạch gì, thạch phô mai hả? Dạ, thạch phô mai ạ. Cái này thì mình nguyên liệu mình làm gồm những cái gì ạ? Dạ, cái này gồm có thạch phô mai, con bò cừu, phô mai tươi á, với bột canh chua, rau câu, xong rồi mình đổ vô gồm có đường, mình nấu lên. Thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ làm xong cái thạch phô mai này? Công đoạn mình cắt thì khoảng 15 phút. Mình chờ mình nấu khoảng 15 phút nữa, xong rồi mình chờ nó hơi nguội mình sẽ đổ ra khuôn. Mình để hơi còn ấm á. Xong rồi mình bỏ vào tủ mát. Khoảng 15 phút nữa là mình đã sử dụng được. Đây các bạn, làm thạch phô mai này. Để làm món thạch phô mai ngon thì mình có cần chú ý cái gì không em? Dạ, mình lựa phô mai là mình phải lựa phô mai tươi ngon. Rau câu mình lựa rau câu là cũng rau câu nó ngon, mình nấu phải nó vừa chín á. Thì phô mai nó mới giòn mà nó ngon. Mình mà để lâu quá trong thời gian nấu là nó sẽ bị mềm đi và nó không ngon nữa, nó không còn giữ được vị của phô mai. Như ở quán mình trà sữa Aihi mình là làm là cái đồ này mình nguyên liệu mình mua là mình mua ở đâu? Dạ, mình mua ở những cái tiệm mà có thương hiệu á, có nó có nguồn gốc xuất xứ. Tại vì mình bán ở đây bán mình bán ở đây mình bán cho mấy bé thiếu nhi á, nên mình bán rất là chú ý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đúng rồi, với cả được kiểm soát. Nhiều quán trà sữa mà người ta dùng hóa chất quá, ăn sợ lắm. Dạ đúng, ở đây như mấy bé đa số uống, mấy bé đó cái vị trà sữa rất ngon, tại nấu lại vừa, nó không có sử dụng đường hóa học nên nó ngọt vừa phải. Mình dùng đường gì á? Dạ mình dùng đường cát á, mình nấu ra mình pha ra cát này mình ra vừa. Dạ đường cát trắng á. Này mình ra ngoài biển mình xúc cát về mình làm hả? Hay ta, cát ngoài biển về làm đường được ta. Cái này tí mình còn đổ cái gì vào trong đó nữa không? Để nó đầy một cái đó hay sao? Dạ, cái này lát mình nấu, mình đổ rau câu với đường vô mình nấu rồi xong mình mới đổ lên trên khuôn này. Công đoạn này mới cắt vào để chuẩn bị thôi. Mình cắt ở đây trước. Dạ. Cái này mà mình tự nấu ở nhà được không? Dạ đúng rồi, cái này mình tự nấu hết tất cả. Như vậy là mọi người xem có thể là tự mua nguyên liệu về nấu ở nhà được. Còn ai mà không nấu được thì đi mua ra trà sữa Aihi ở chỗ số 4 Tú Xương, chỗ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Mọi người ở đây uống trà sữa được giá ưu đãi luôn, mua 10 ly tặng 1 ly. À, mua 10 ly tặng 1 ly. Dạ, có thể tích điểm. Mình có thể tích điểm luôn. Dạ. Cái mình làm trà sữa này em tự học hay là ai chỉ vậy? Cái trà sữa này lúc đầu tiên là đi học xong rồi về phải tự mình pha chế lại, nó cũng sai nhưng mà từ từ mình rút được kinh nghiệm, mình nấu nhiều lần á, mình rút được kinh nghiệm, mình sẽ tự thêm cái vừa miệng của mình hoặc là vừa miệng của khách hàng á, cái vị đó không ngọt quá cũng không lạt quá. Cái này để làm cái vị riêng của quán mình đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây đặc biệt quán mình có gì em? Trà sữa gì?
đa số mấy bé thường thường thích uống nhất là uống trà sữa trân châu với thạch phô mai hoặc là phô mai tươi với là bánh lăng, tại vì tất cả cái đó là quán làm nên là rất là dễ ăn. Mình là đông giờ mà đông khách thì giờ nào? Dạ đông khách tầm khoảng mấy bé học là khoảng 5 giờ mấy bé bắt đầu là vô học đầu tiên, đó là cho từ thứ hai tới thứ sáu là 5 giờ, 7 giờ và 8 giờ. Còn riêng thứ bảy chủ nhật là bán từ sáng tới tối, 9 giờ tối mới đóng cửa. Còn cái đó là đông đều. Còn ngày thường là mình bán từ mấy giờ mấy giờ? Ngày thường là bán từ lúc 3 giờ tới 8 giờ tối. Thứ bảy thì mở cửa cuối tuần là mở cửa vào lúc 7 giờ rưỡi tới 9 giờ tối. Về quán trà sữa này thì mọi người mà vì chỉ về ở trong nhà thiếu nhi thành phố á, nên mọi người mua có thể từ sau 3 giờ chiều thì mọi người có thể đi ngang qua đây để mua một ly trà sữa giải nhiệt buổi chiều. Vì còn buổi sáng thì ở đây chỉ thứ bảy chủ nhật mới bán thôi nha. Nhưng hôm nay thì mình coi cái cách mà cô chủ ở đây gọi là làm cái món các bước để làm trà sữa. Bây giờ là đến công đoạn trộn rau câu. Nhưng với cái lượng đường nước như này thì mình làm được khoảng bao nhiêu ly? Mình làm được khoảng 5 dĩ rau câu và khoảng 2 dĩ rau câu không. Còn thạch phô mai khoảng 5 dĩ. Mọi người tùy theo mọi người làm số lượng nhiều ít á. Theo cái số lượng này nó tầm khoảng được 7 đến 8 dĩ. Mình đang trộn cho nó đều lên đúng không? Mình đang trộn bột rau câu với đường nó đều. Khi mọi người nấu đổ vô nước sôi thì nó không bị đóng cục, nó cục lại. Tại vì nó đang, nếu mà nó đóng cục lại thì nó sẽ không tan rau câu, nó sẽ bị cứng, nó rất là dở. Nước sắp sôi rồi. Nước này mình phải thật sôi hay là sao em? Dạ đúng rồi, nước này thật sôi mình mới để cho nó sôi. Như vậy khi mình đổ nó vô mình sẽ bớt một tí lửa xuống cho nó chín từ từ, cái rau câu nó có chín đều. Sau khi mọi người thấy nước nó sôi mình đã đổ rau câu từ từ vô nước sôi. Sau đó mình khuấy đều lên. Khuấy đều tay. Sau khi nước đã sôi á, mọi người sẽ cho một cái hương mà mọi người yêu thích. Nhưng ở quán Ahiti thì đa số mọi người đều thích đó là hương sâm dứa. Sâm dứa này mọi người có thể mua nó tất cả mọi nơi, tại vì nguyên liệu rất là dễ tìm. Mọi người mua về lá, mọi người có thể rửa sạch, sau đó đâm ra lấy vắt nước, hoặc là mọi người có thể mua cái trái gấc á. Tại vì màu đó màu rất là tự nhiên, mọi người rất là dễ làm. Sao mọi người khi mọi người chế hương mọi người nên quậy đều vào. Quấy đều lên. Sau đó để sôi khoảng 5 phút mọi người có thể tắt bếp. Rồi mình có phải để nguội không hay là mình bỏ vào đây luôn? Dạ khuôn á, tùy theo khuôn của mọi người. Nếu mà khuôn của mọi người nó bằng mũ á, thì mọi người để cho nó hơi nguội một tí rồi mọi người hãy đổ vô. Tại mình nếu mà lúc mà mình đổ vô nó nóng quá nó sẽ bị khuôn nó bị méo đi. Nếu mà của mình nó bằng inox thì mình có thể đổ vô liền, tại vì nếu mà mình để lâu quá nó nguội á là nó sẽ bị đóng cục lại, tại bột rau câu mà. À đây bằng giá kiểu truyền thống là 20.000, kiểu Thái là 20.000, trà sữa khoai môn 20.000, đa phần là 20 nha, 20.000 một phần. Ngoài ra thì còn bán thêm mấy cái món ăn thêm, bánh plain, trứng sô cô la, dưa gang,
Ok, thực đơn cũng là khá hấp dẫn, phù hợp với các bạn bạn nhỏ ở trong nhà thiếu nhi. Nước lên sau màu khi xanh mọi người đẹp. Đã soi nó lên màu xanh nó nhạt lại á, mọi người có thể tắt bếp. Trà sữa Aihi được làm từ những nguyên liệu này rất là hấp dẫn, nhìn đẹp mắt. Mọi người ra chợ mua lá dứa về tự nhà làm được nha. Hoặc là thích trà sữa hương bia, hương rượu hay là trà sữa hương mắm tôm hay cái gì đó thì ta có thể là tự mua về và chúng ta bỏ vào cái nồi này, chúng ta đảo đều lên. Cuối cùng bây giờ mình sẽ đổ. Ô, cái khay nhựa này nó có bị cùng. Chảy không? Dạ không, khay nhựa này không chảy, nó rất là tốt. Mình sẽ đổ đầy cái khuôn này. Nó có rất là nhiều loại khuôn khác nhau, nó hình những con vật hoặc là hình những cái bông hoa tùy theo mấy bé yêu thích. Mình có thể đủ mua cái loại con không? Đủ loại con ạ. Lớn nhỏ mọi kích cỡ đều có. Ở đây mình làm toàn màu xanh không? Một đợt khác mình làm màu khác hả? Dạ đúng rồi, mỗi đợt á lại mình làm loại khác nhau, như là lúc bữa nay mình làm là sâm dứa, nhưng hai bữa sau mình có thể làm là khoai môn hoặc là gấc hoặc là táo. Mùi rất là thơm nha mọi người. Mình bỏ vào ngăn đông á hả? Thì mình để nguội xong rồi mình để ngăn mát ạ. Chứ mình không bỏ ngăn đông à? Dạ không ạ. Ngăn đông là nó bị sao ta? Tưởng là mình sẽ phải bỏ vào ngăn đông cho nó nhanh khô lại chứ ta. Tại vì nó đang nóng mình bỏ lại ngăn đông á, lát khi mình lấy rau câu ra không được ngon. Mình sẽ bỏ ngăn mát nha mọi người, chú ý nhé. Do rau câu là mình để nguội xong nó sẽ tự đông lại nên là mọi người bỏ vào ngăn mát đó, bỏ một xíu là mình có thể mang ra sử dụng được rồi. Rồi như vậy mình đã đổ xong bột rau câu rồi, nó rất là dễ làm, mọi người có thể mua về tự làm rất là dễ mà cũng rất là dễ ăn ạ. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn, chúc các bạn làm thành công và mong các bạn đã đến Aihi đi ủng hộ nhé. Nói lại câu đó đi, cuối đoạn cuối á. Mình đã hướng dẫn, hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong món cách làm thạch rau câu với hương sâm dứa. Chúc các bạn thành công, nhưng mà các bạn đừng quên đến trà sữa Aihi đi ủng hộ nhé. Cô phô mai. Sau khoảng 10 phút thì cái thạch rau câu phô mai nó đông lại nè. Đông cứng. Vậy là có thể mang ra được rồi. Chạy tim được. Mà sao rồi? Này mình tự nấu ở nhà cũng rất là dễ. Mua đồ về nấu.